Thưa quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Luật pháp và sống, và tôi là luật sư Bùi Đăng Khoa, và trong văn phòng thâu âm chúng tôi có luật sư Kevin Huy Phạm. Một lần nữa số điện thoại để mở đường dây cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000. Và trước khi ngừng chương trình đó, thì có một quý vị thính giả hỏi rất là một cái sự chi tiết về vấn đề nó gọi là cái tài sản khi mà nó có nhiều như thế nào. Và tôi với anh Huy thì có nói chuyện qua sơ sơ về cái vấn đề, cái trường hợp, cái phức tạp của khi mà cái tài sản nó quá nhiều. Đương nhiên cái chương trình này thì anh em chúng tôi chỉ có cách là giải thích một số những cái câu hỏi với lại những cái thắc mắc mình nên suy nghĩ tới. Tại vì nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái khía cạnh, cái quyết định của mình phải đi hướng nào. Và tôi khuyên là trong khi mà cái tài sản của quý vị thính giả mà hỏi nó quá như vậy, tôi khuyên nên bỏ một ít thời gian, bỏ một ít cái chi phí, tôi nghĩ nó không có nhiều đâu. Nhưng mà lấy được cái tiền, lấy được cái sự cố vấn của một cái người luật sư để mình ngồi xuống, mình bàn tính coi xem cái tài sản của mình đi cái hướng mình đúng không. Cái câu hỏi nó liên can tới một số những vấn đề. Vấn đề thứ nhất, cái vụ này có nghĩa là cái tài sản này nó xảy qua một cái ly dị thứ nhất rồi. Tới cái gọi là cái hôn thú thứ hai thì vấn đề cái tài sản nó sẽ đi như thế nào? Tại vì nó có tài sản riêng, thêm vào đó có con riêng trước đây nữa. Tài sản rất là nhiều, tài sản của chung sau này. Đó, cho nên tất cả những cái tài sản này đó, nó sẽ đi về cái hướng nào và đi làm sao thì tùy theo cái cách mình sắp xếp hiện tại trong lúc mình đang còn sống bây giờ. Cho nên khi anh em chúng tôi nói về vấn đề cái sự mà nó gọi là nên hỏi đó, về những cái thắc mắc cái tài sản này, là tại vì nó ảnh hưởng không phải liên can tới vấn đề nó gọi là hai vợ chồng sau này, nó ảnh hưởng cả vấn đề cái tài sản mình cho con của mình tương lai, nếu mà nó ảnh hưởng về vấn đề nó gọi là khi họ có vợ hay có chồng, hoặc là khi vào vấn đề nó gọi là nó có lo được không, tại vì tuổi tác nó quá nhỏ đi. Cho nên những cái đó là những cái mình phải ngồi suy nghĩ để mình phân tích ra coi xem là nó có lợi hay không. Nào, trước khi tôi đưa cho anh Huy trả lời chi tiết về một số những cái câu hỏi này á, thì tôi thấy ra một số những cái công thức mà quý vị có thể phải suy nghĩ tới để tính toán coi xem nó ảnh hưởng như thế nào. Trust là cái quý, là một trong những cái mà có thể thầy vô với tính cách đó, là cái tài sản nó nằm trong đó, nó giao cho một cái người nào, có thể là mình hoặc là giao cho người con mình. Cái lợi tức ở trong cái trust nó nằm ở trong cái quý đó thì có thể nó không có ảnh hưởng với tính cách, là cái lợi tức nó chia ra làm cho nghĩa là cái người chồng hoặc là cái người vợ của đứa con của mình. Cho nên đây là một trong những cái công thức mình để bảo vệ cái tài sản của mình với tính cách để mình khỏi ảnh hưởng cái tài sản nó gọi là tài sản chung liên can với lại gọi là cái lợi tức của cái tài sản riêng của mình. Thêm vào đó, một số những cái giấy tờ gọi là vấn đề di chúc này, về vấn đề di chúc sống gọi là directive of succession, về vấn đề có tiếp tục sống hay không, như cái vấn đề cái giấy tờ ủy quyền về sức khỏe, ủy quyền về tài chính, giấy tờ ai lo săn sóc cho mình khi mà mình nằm liệt hoặc là không biết mất trí nhớ, theo vấn đề nó gọi là guardianship. Những cái giấy tờ này nó quan trọng đi theo vấn đề cái gọi là cái di chúc rất là nhiều về vấn đề liên can khi mà mình, trước khi mình mất. Cho nên đừng có bỏ sót những cái giấy tờ này khi mà nghĩ tới làm cái di chúc. Tại có nhiều người chỉ hỏi về di chúc hay không, nhưng mà họ không hỏi về những cái giấy tờ còn quan trọng hơn cái di chúc, là cái giấy tờ lúc mình đang còn sống nhưng mà mình không có quyết định được, hoặc là mình đang bị bệnh hoạn. Anh Huy à, nếu mà nói về vấn đề cái tài sản á, giống như quý vị khán giả đang hỏi, một số tài sản quá lớn đi, mà tài sản này nó có trước khi hôn thú, chưa kể những cái tài sản này đang có cái lợi tức ở trong đó mà nó mang về với tính cách là trở thành tài sản của chung, là tại vì lợi tức của tài sản riêng là tài sản chung. Đây nó gọi là income. Cho nên trong cái khía cạnh đó thì nên có một cái người luật sư xuống bàn tính về vấn đề chia tách cái tài sản nó đi theo cái hướng như ý mình muốn vào, quý vị. Dạ vâng, luật sư Khoa nói đúng đó quý vị và anh. Trong trường hợp của anh hay những trường hợp của quý vị ngoài ra, tự như anh, với những tài sản đó, với những tài sản riêng và tài sản chung con riêng hoặc là con chung với cái hôn nhân mới, chúng tôi khuyên anh á, ngoài ra cái vấn đề di chúc, anh nên dùng những cái công cụ khác cũng như là cái trust, cái quỹ. Chúng tôi không có dám nói là anh nên bỏ cái tài sản nào vô cái quỹ hay bỏ cái tài sản nào vô trong cái di chúc. Nhưng mà tóm tắt lại, anh nên dùng tất cả những cái estate planning tool cũng như cái trust và cái di chúc cho cái trường hợp của anh. Có thể cho những cái tài sản trước đây, separate property, là anh bỏ vô cái trust hay là anh sang thế nào. Còn về vấn đề trả lời ngắn gọn cho anh về cái di chúc làm như thế nào, thật sự đó quý vị,
với cái thời hạn ngắn như vậy nó rất là khó để chúng tôi trả lời chi tiết, nhưng mà đại khái nếu mà cái di chúc quý vị làm di chúc đó, nếu quý vị muốn tự làm, chúng tôi hay khuyên là không nên, lúc nào cũng nên có một luật sư làm cái di chúc cho quý vị thì nó có cái chắc ăn hơn. Bởi vì quý vị có thể làm sai, làm không đúng, thi hành không đúng thì nó sẽ làm cái di chúc này mất giá trị. Nhưng mà đại khái cho một cái di chúc á, mình phải liệt kê ít nhất là tên của mình và cái gia đình của mình, con cái, vợ như thế nào, trường hợp mà mình có vợ hay độc thân, tài sản của mình có thể liệt kê hết hoặc là liệt kê rất là giới hạn. Ít nhất mình cũng phải bỏ vô đó là lúc mình qua đời, ai là người đầu tiên sẽ được tài sản này thừa kế, hoặc là quý vị có thể phân chia ra những cái tài sản quý vị nó đi theo phần trăm nào và phần trăm nào, hay là cho ai chi tiết. Quý vị nên cũng bỏ vô cái executor, mình cử ra một người thi hành cho cái di chúc mình sau khi mình qua đời. Cái người executor là ai? Người đó rất là quan trọng, mình rất là tin tưởng. Và cái người đó cũng nên là người ở trong tiểu bang mà mình ở. Bởi vì có những cái di chúc chúng tôi thấy đó là quý vị cử ra một executor mà ở ngoài tiểu bang, thì cái người đó phải lại mướn luật sư riêng để đứng ra, hay người agent để thi hành cái di chúc này, cho nên hơi phức tạp. Và cái executor này đó quý vị nên tin tưởng, bởi vì cái người này sẽ thu vô những tài sản và chia ra những tài sản quý vị. Và cái di chúc quý vị có nên bỏ đó là cái người này có phải trả tiền bond hay không, cái người này được thi hành cái di chúc quý vị independent hay là dependent. Cái đó là những cái vấn đề quý vị nên tìm hiểu qua một người luật sư để họ giải thích rất là kỹ hơn. Bởi vì nếu quý vị làm một cái di chúc mà không đúng, quý vị để là không để rõ ràng là independent executor, thì tòa sẽ thi hành di chúc quý vị nếu nó có giá trị. Sau đó cái người mà thi hành phải trả cái tiền bond, nhất là trong trường hợp của anh mà anh nói có nhiều tài sản và khá lớn, thì cái tiền bond mà người đó phải trả cũng rất là cao. Thêm nữa, nếu anh có con nhỏ thì anh cũng nên bỏ một cái trust, nó gọi là cái spendthrift trust, cho những đứa con mà anh muốn thừa kế những cái tài sản này. Tóm tắt lại, cái di chúc của anh nó sẽ rất là phức tạp hơn những người khác, cho nên bởi vì lý do lại vậy, chúng tôi nghĩ quý vị nên có người luật sư để tư vấn và soạn cái di chúc cho anh. Đồng thời cái di chúc này anh phải ký, và ký trước mặt hai người witness, gọi là competent witness. Những người witness này không được thừa kế trong những tài sản này. Quý vị cũng nên có người thực thi chữ ký, nó gọi self-proven affidavit cho di chúc này. Nói như vậy rất là nhanh, không biết quý vị biết hết xuống được hay không, này hiểu biết, cho nên chúng tôi khuyên quý vị nên có luật sư để soạn cái di chúc cho quý vị. Mời luật sư Quang. Dạ vâng. Cho nên về vấn đề khía cạnh mà di chúc thì nói tổng quát thì nhiều khi cũng thiếu sót nhiều thứ lắm, là tại vì khi mà vô tới cái chi tiết đó, thì chúng ta phải hiểu rõ là cái ý định của cái người muốn làm cái di chúc này họ muốn như thế nào. Cho nên thường thường những quý vị thính giả nào mà có nghĩa là nghe chương trình thì lúc nào cũng nghe tôi giải thích là khi mà nói tới vấn đề di chúc thì cái câu đầu tiên phải hỏi là cái mục tiêu của mình là cái gì, mục tiêu mình muốn cái tài sản nó đi đâu, đi làm sao. Rồi sau đó bắt đầu mình mới tính vấn đề nếu mà đi cái hướng đó nó có ảnh hưởng gì không, có hại gì không, và nó ảnh hưởng như thế nào. Thêm vào đó, những cái di chúc mà làm có nghĩa là trước khi hôn thú xong bây giờ bắt đầu có cưới với người thứ nhì rồi, thì cái di chúc nó phải làm lại, tại vì có vợ mới rồi thì có nghĩa là di chúc nó phải nêu rõ là tôi có vợ rồi nhưng mà tôi vẫn cho đứa con trước đây của tôi riêng cái tài sản này. Và thêm vào đó, mình chưa có nói về vấn đề những cái tài sản này nó là đang riêng, nhưng mà cái lợi tức của nó bây giờ nó trở thành của chung rồi, cái tiền đó để riêng ra như vậy á, thì cái người có nghĩa là cái người thứ nhì, người vợ thứ nhì này họ có được cái phần đó ở trong đó không. Cho nên những cái này là cái mà mình ngồi xuống sắp xếp để nói chuyện với người luật sư, rồi là ý định của tôi là muốn như vậy này, tôi muốn sắp xếp cái tiền này nó ra cho người vợ tôi muốn sắp xếp cái tiền này ra cho con tôi. Những cái đó nó theo cái ý định của mình đó, thì cái người luật sư họ làm mới đúng theo cái mục tiêu. Thì lúc mà có chuyện trường hợp mà nó xảy ra thì ít nhất là nó đi cái hướng mà mình muốn nó đi. Chứ còn ngoài ra mà mình tự làm lấy thì nhiều khi thật sự là mình không có nghĩ tới, nhưng mà lúc mà nó xảy ra nó làm phức tạp, nó tranh chấp sau này. Thật sự tiền bạc nó để lại nhiều khi không quan trọng bằng giữ lại vấn đề cái tình thương của chúng, vấn đề trong gia đình. Cho nên cái quan trọng hơn đó là làm sao cái di chúc để tránh cái xích mích sau này, để mai mốt không ai hiểu lầm và cái ý định của mình như thế nào. Và thêm nữa đó, chúng tôi cho quý vị một cái ví dụ đi. Quý vị có con nhỏ hay là một người thừa kế mà dưới 18 tuổi. Có hai trường hợp. Ví dụ một cái di chúc mà quý vị soạn ra, tự soạn ra mà không có cẩn thận,
quý vị bỏ xuống là tôi qua đời, con tôi hay những người thừa kế mà quý vị cho đó, lúc mà quý vị qua đời họ dưới 18 tuổi. Thì quý vị biết không, nếu mà quý vị không có cái trust trong cái di chúc này thì tòa bắt buộc phải cử một người guardian cho mấy đứa nhỏ này. Chứ một khi quý vị qua đời mà tài sản cái người thừa kế là dưới 18 tuổi đó, cái người đó sẽ không được những cái tài sản đó đâu. Bởi vì cái tài sản đó phải tòa phải giám hộ, hoặc là tòa phải cử ra một người nào guardian để làm guardian, là giám hộ cho những tài sản này, cho những trẻ em này. Cho nên trong cái di chúc quý vị, nếu mà cái người thừa kế, mình đâu biết mình qua đời những người thừa kế còn dưới 18 tuổi hay không. Nếu mà quý vị nghĩ nếu mình qua đời mà sẽ có những người thừa kế mà dưới 18 tuổi, quý vị nên bỏ cái trust để tránh cái vấn đề mà mình phải là luật sư, quý vị phải làm một hồ sơ khác nữa là cái guardianship, cũng như bảo hiểm nhân thọ life insurance. Quý vị nên, lúc mà quý vị làm cái life insurance, nhất là Tết năm mới này, quý vị nên coi lại, cũng như Khoa nói là coi lại những cái giấy tờ tài chính của quý vị. Cái bảo hiểm life insurance rất là quan trọng. Quý vị coi lại là cái người beneficiary là ai, người thừa kế là ai, và tuổi tác của họ như thế nào. Có những trường hợp quý vị cho ý của quý vị đó là tôi cho người anh, nhưng mà thật sự nếu mà tôi qua đời cái bảo hiểm 100 ngàn hay 1 triệu đồng tôi đưa cho người anh. Theo sư quý vị nghĩ đó, cái 1 triệu này cho người anh để lo cho con quý vị, nhưng mà quý vị không rõ ràng viết xuống là người anh stress cho mấy đứa con, mà quý vị lại cho người anh, mong là người anh hiểu đó là cái tiền đó là cho mấy đứa cháu. Cho nên quý vị phải coi lại cái life insurance, lại cái beneficiary thật sự là quý vị có rõ ràng viết y hệt như quý vị muốn hay không. Và nếu mà quý vị không viết rõ ràng và quý vị chỉ bỏ cho tên con của mấy con quý vị đó, mà lúc mà quý vị qua đời cái bảo hiểm này nó sẽ không chuyển cho những đứa trẻ em dưới 18 tuổi đâu. Bởi vì họ sẽ đợi có một cái lệnh tòa, cái guardianship gì đó, họ mới sang cái tiền đó cho cái người guardian. Thì quý vị phải đi một thêm bước nữa là phải nộp đơn với tòa để xin làm guardianship cho mấy đứa 18 tuổi này, dưới 18 tuổi này. Và nó sẽ tốn kém tiền luật sư, và tòa sẽ phải cử ra một người luật sư riêng cho mấy đứa nhỏ để coi là cái người guardian đúng là người đàng hoàng để giám hộ, lo lắng cho tài chính của mấy đứa nhỏ này hay không. Mời dạ vâng. Cho nên Huy anh nêu ra một cái vấn đề, thật sự nhiều khi mình nghĩ xa một tí mình sẽ thấy cái phức tạp của nó khó khăn như thế nào. Giống như Huy anh nêu ra cái vấn đề cái bảo hiểm nhân thọ đó. Mình để tên của hai đứa con của mình, tất cả tài sản tôi có, tôi cho hai đứa con của tôi chia đều. Hai đứa con này nó là đứa con dưới tuổi thành niên, nó nghĩa là nó không có 18 tuổi. Mình để cho nó mà lớn mà có chuyện gì xảy ra cho nữa đó, thì bây giờ cái tiền đó nó không lánh ra được, là tại vì nó phải đi ra tòa để nó xin tòa coi xem ai có nhiều phải vấn đề quản thúc cho nó, lo về vấn đề tài chính của nó thì họ mới lấy cái tiền đó ra được để quản thúc dùm cho nó, tại vì cái ngân hàng cái chỗ mà bảo hiểm nhân thọ nó không có đưa cái tiền đó ra trừ khi có giấy án lệnh của tòa. Một trong những cái công thức mà quý vị cũng có thể suy nghĩ mà làm ra được là quý vị có thể lập lên một cái trust riêng ở ngoài. Cái trust này có nghĩa là nhiều khi nó chỉ có 100 đồng ở trong đó thôi, tên nó là con ABC đi, mình nói như vậy đi. Thì trong cái thừa hưởng của cái vấn đề cái bảo hiểm nhân thọ của quý vị có thể đề nếu mà tôi mất đi thì cái tiền này đó nó sẽ vô cái trust là cái quỹ của con ABC này. Thì trong cái giấy tờ mà của con ABC nó ghi rõ về ai quản thúc, ai lo, tài sản chia làm sao, tài sản khi nào mà có thể đưa ra cho mấy đứa con của mình được. Nó làm rất là chi tiết về vấn đề cái công thức mà có nghĩa là săn sóc cái tài sản này. Thì nếu mà nó có xảy ra thì cái tiền nó sẽ vô cái quỹ của quý vị. Thì giống như tôi nói, cái trust có thể lập ra không bắt buộc phải một con số gì nhiều. Nhiều khi nó chỉ có trong đó 500 đô thôi, không bắt buộc. Nhưng mà khi mà nó lập lên nó có sẵn ở trong đó đâu, thì quý vị có thể để cái người thừa hưởng ở trong cái bảo hiểm nhân thọ của mình, với tính cách là không cho con của mình hẳn, nhưng mà cho qua vô một cái trust. Thì trong cái trust đó nó sẽ có một số những cái công thức để lo cho con cái của mình. Thì cái tiền bạc quý vị có thể đi thẳng qua cái trust mà nó không qua tòa án, thì nó tránh cái vấn đề phức tạp mà có nghĩa là phải ra tòa để xin tòa săn sóc cho đứa con của mình, lo tiền bạc cho nó. Đây là một số những cái công thức mà chúng ta nói là nó nhiều cách lắm, nhưng mà phải ngồi xuống để nói chuyện với người luật sư thì họ sẽ phân tích cho mình rõ ràng hơn là mình nên đi cái hướng này hay không, hay là tìm cách khác để đi cho nó thuận tiện, nó đỡ tốn chi phí và đỡ tốn cái phức tạp sau này. Thế nên về cái vấn đề nó gọi là di chúc, nó không phải đơn giản giống như là mình nói làm cái di chúc theo vấn đề lấy trên internet xuống là nó xong, nhưng mà nó vấn đề cái khía cạnh nó là muốn cái ý định của mình nó đi hướng nào và làm sao, thì cái đó nó phải vẽ ra một cái công thức
để mình đi cho nó đỡ tốn cái chi phí sau này là như vậy. Một lần nữa số điện thoại cho quý vị gọi là 1844-858-7000 và chúng tôi mời quý vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ. Hello, dạ vâng. Tôi là Tư Lệ Hiền. Tôi có câu hỏi như thế này là khi mà tôi năm vừa rồi mà tôi đi vắng thì trong lúc con chưa tôi đi với nhà đó thì coi như là nó chết tên và có thay đổi nhà rồi. Bây giờ muốn bỏ thêm tên thế nào á thì phải làm sao và phải đi đâu làm cũng như là có thể là đến văn phòng bác sĩ văn phòng bác sĩ lúc có được không hay là như thế nào ạ? Dạ vâng. Cái vấn đề mà bỏ tên ra hay lấy tên ra đó thật sự là nó không có khó khăn cô. Cái vấn đề cái suy nghĩ là phải cái hợp nào thì nó được lấy bỏ tên vào. Dạ vâng. Dạ vâng. Hai cái khía cạnh mà nếu nó giống như nó là cho thêm tên vào hay lấy tên ra nó không có khó khăn làm cái giấy tờ. Có thể ra một cái văn phòng luật sư họ làm thật sự không có khó. Nó qua một cái tờ giấy nó gọi là cái deed nhá. Cái khó khăn của nó là mình phải ngồi xuống mình phân tích cái hậu quả của nó ảnh hưởng như thế nào và nó có ảnh hưởng không. Tôi đưa hai cái thí dụ là tôi sẽ thảy ra để cho suy nghĩ. Nếu mình vào tới cái giai đoạn là tuổi tác của mình lớn rồi, mình cho cái tên của mình vào trong một cái nhà đó, không khác thì mình bó buộc mình vào trong một cái thế. Nếu mà mai mốt mình xin cái tiền mà gọi là tiền về hưu qua tính khách cách nó gọi là SSI là Medicare đó, thì mình sẽ khó lấy cái tên ra là một, hoặc là mình sẽ khó xin được cái Medicare tại mình có tài sản là hai. Tại vì tài sản mà cho đó nó tính là lợi tức thì cái đó nó sẽ coi như là nó không cho mình cái vấn đề nó gọi là cái thừa hưởng qua SSI. Thêm vào đó nếu mà tên đang nằm ở trong đó hai người mà bây giờ mình lấy ra mà mình đang có Medicare hoặc SSI thì nó sẽ ảnh hưởng với cái vấn đề là mất cái Medicare. Cho nên về cái khía cạnh nó nên coi rõ ràng là coi xem nó ảnh hưởng về vấn đề cái tiền nó gọi là tiền về hưu với tiền SSI hay không. Còn nếu không lấy tên ra tên vô thì không khó. Anh Huy, cái giấy tờ mà nó gọi là lấy tên ra tên vô thì thường thường nó là cái giấy tờ gì vậy anh Huy? Dạ vâng, cái giấy mà cô cần tới đó là nó gọi là cái warranty deed, cái special warranty, nhưng mà nó có nhiều cái hình thức, nó gọi là warranty deed, special warranty, general warranty deed, deed mà có trách nhiệm về vấn đề nợ hay không, deed on death hay không. Cho nên tóm tắt lại nó gọi là giấy chủ quyền, nó gọi là cái warranty deed. Soạn ra không có khó, nhưng mà trong cái nội dung, trong cái giấy đi, nó phải cần có cái gì, phải nói cái gì và giới hạn như thế nào, tùy theo trường hợp của mỗi người đó, thì quý vị nên tư vấn với một người luật sư. Dạ vâng. Nếu như vậy thì tôi xin lỗi luật sư cho tôi cái tóc đó, để mà tôi có thể liên hệ với văn phòng luật sư. Dạ vâng. Có thể là cố vấn nó rõ để cụ thể từng trường hợp một. Chứ tại bây giờ tôi có nên che, chứ tôi không có nên chết. Ví dụ như tôi là không có nên chết. Nhưng mà tôi cũng không biết là nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như tôi là nhân xe thì trong cái con của tôi là nó có phát triển rất chi bộ, nhưng mà nó bị vượt quá đấy. Ví dụ như tôi nói thì những người ra đi nó bị rất chi bộ, nhưng mà nó không vượt quá phát triển đó thì nó không phải trả hết. Nhưng mà ví dụ nó không biết là ảnh hưởng như thế nào lúc khi mà tôi ví dụ như đi rất yên cũng không phải có trường hợp là rất chi bộ rồi nữa, tôi còn thiếu gì ở nhà của bệnh viện thì nó lại, dạ vâng, nhà thế nào tôi có thiếu có lại những cái gì vấn đề đó. Dạ vâng, chắc là không có đâu cô. Dạ vâng, chắc là không có đâu. Về vấn đề nó có cái lợi, chắc nó nhiều hơn là cái bất lợi trong đó. Là tại vì vấn đề tuổi già thì đương nhiên mình được giảm cái thuế xuống, nhưng mình được giảm nhiều thứ xuống lắm. Cho nên về vấn đề cái lợi trong vấn đề chuyển tên vô chắc có thể là nó có lợi. Nào trong cái vấn đề chuyển đất nhà, nó cũng có một cách để mình để là cái nhà này chuyển cho A và B. Và nếu mà A và B một trong hai người sống thì cái người đó còn giữ lại hết. Thì giống như anh Huy anh trình bày là cái vấn đề cái giấy tờ tùy theo cách mình đánh được hết á. Chỉ có cái là cái ý định của mình muốn như thế nào thôi. Nào về vấn đề số điện thoại thì chúng tôi rất là xin lỗi là không có thể nói ra, tại vì nhiều khi nói ra thì quý vị hiểu lầm là chúng tôi qua tính cách là có như là quảng cáo. Nhưng mà thật sự ra nếu quý vị đánh tên của tôi hoặc là tên của anh Huy trên Internet thì nó cũng sẽ xuất hiện. Tôi là luật sư Bùi Đông Khoa, hoặc là cô đánh tên luật sư Kevin Huy, Phạm Huy thì nó cũng sẽ ra cái số điện thoại. Nhưng mà đương nhiên về cái câu hỏi của cô nó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề cái hậu quả thì tất cả quý vị đồng bào ngoài đó, nếu mà có ý định lấy tên ra hoặc là cho tên vô, tôi khuyên là nên suy nghĩ rất là kỹ lưỡng, coi xem là nó có ảnh hưởng cái vấn đề cái tiền Medicare hay cái tiền SSI của mình hay không. Tại vì nếu mà có ở trong đó, một trong những cái mà nguy hiểm nhất đó, mất cái nhà, mất cái tiền đó, nhiều khi không quan trọng bằng mất cái Medicare
Tại vì một khi mà mình mất cái đó rồi đó, đối với vấn đề tuổi già cho nữa, thì thật sự là coi như là mình mất hết rồi. Cho nên về cái khía cạnh tôi khuyên là nên ngồi xuống người luật sư họ bàn tính coi xem cái hậu quả nó như thế nào. Thì như vậy để mình tránh cái sự nó gọi là bất lợi cho mình hơn. Về cái khía cạnh về vấn đề sang tên nhà thì nó không có khó khăn cho lắm. Và chúng tôi rất là xin lỗi là thời gian không có còn để có nghĩa là trả lời tiếp tục những câu hỏi cho quý vị. Và riêng thì tôi muốn chúc quý vị được một năm mới này được vượng an khang trong cái năm 2018 này. Và xin Hưng Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ vâng, tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy với luật sư Bùi Đăng Khoa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Việt TV mỗi thứ tư từ 6 giờ tới 7 giờ và cũng hẹn lại quý vị trong kỳ tới. Và cũng chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.